xuất hiện lần đầu trong cuốn sách Relax and Win Championship Performance được xuất bản năm 1981. Kỹ thuật ngủ kiểu quân sự được những người lính trong quân đội Mỹ sử dụng để thiếp đi nhanh chóng trong những tình huống khó khăn, với tỷ lệ thành công là 96% chỉ sau 6 tuần luyện tập. Phương pháp bao gồm các thủ thuật như giãn cơ, thở và hình dung. Đầu tiên, người tập cần thư giãn toàn bộ cơ thể, từ khuôn mặt, hai vai và tay để chúng thả lỏng tự nhiên theo hướng của trọng lực. Vị trí thả lỏng từ cánh tay dần đến bắp tay, cẳng tay và bàn tay bên phải, sau đó chuyển dần sang phía bên trái. Trong lúc đó, người tập tiếp tục duy trì thở sâu, chậm, thả lỏng ngực. Tiếp theo, bạn thư giãn đôi chân, bắt đầu với đùi phải để bản thân chìm xuống giường hoặc ghế và lặp lại với phần chân trái. Người tập cũng cần giải tỏa tâm trí. Nếu gặp khó khăn, hãy nghĩ đến hình ảnh cố định, nhẹ nhàng trong đầu, chẳng hạn như chiếc xuồng trên mặt hồ tĩnh lặng, yên bình, hoặc nhẩm đi nhẩm lại chữ "đừng nghĩ" trong khoảng 10 giây. Lần đầu tiên tập luyện, mọi người có thể mất khoảng 2 đến 5 phút để chìm vào giấc ngủ. Sau một thời gian, giấc ngủ sẽ kéo đến chỉ trong vòng 10 giây khi bạn đã thành thục kỹ thuật.